không có gì đặc biệt. Chuông rất nguy hiểm, đó là thắng tư vượt trời đã tới với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến từ một cái tên rất quen thuộc, đó là Ngô Hoàng Thịnh. Với tôi thì trận đấu nào cũng quan trọng và mục tiêu của tôi cùng cả đội giành chiến thắng. Thực sự thì huấn luyện viên không đặt cái tâm lý thì quá nặng nề cho đội bóng và luôn nói cầu thủ ra sân và chơi bóng và đặt cái mục tiêu cao nhất đó là giành chiến thắng. Sau 90 phút thì mới biết cái phân thắng nghiêng về đội nào và đội nào tập trung và thi đấu tốt hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Thực sự thì lúc ban đầu tôi về đây và tôi cũng không nghĩ là đội lại có một khởi đầu tốt đến vậy, và sau 4 chiến thắng thì tôi cũng rất là vui và cảm thấy mình cũng là một thành viên của đội bóng và cảm thấy đội bóng tốt lên thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tinh thần thì thực sự thì mỗi trận đấu thì trước ngay thi đấu thì tất cả đều rất là thoải mái và cần thiết nhất đó là cái sự tập trung cho trận đấu. Qua những cái mùa giải không tốt của hai năm khi mà đội Thành phố Hồ Chí Minh lên chơi sân cao nhất của bóng đá Việt Nam thì lượng khán giả của thành phố đến rất là ít, và thỉnh mong là trong những trận đấu tiếp tới thì các cổ động viên đến sân ngày càng đông hơn và cổ vũ cho đội Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn đó.